Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số clip đáng chú ý đã được khán giả gửi tới trong tuần vừa qua. Mở đầu chương trình là một số phản ánh về giao thông. Vừa mới đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng trên tuyến đường DT195 đoạn qua phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã xuất hiện hàng loạt vết hằn lún. Theo khán giả Đào Văn Trường, một người dân địa phương cho biết, sau những trận mưa, những vệt hằn lún hình bánh xe lại càng rõ hơn do nước mưa ứ đọng lại, tạo thành các vũng nước lớn, gây trơn trượt, mất lái đối với các phương tiện giao thông. Còn tại Ninh Thuận, khán giả Minh Châu có số điện thoại 0969 3 số cuối 457 cho biết, hiện nay trên địa bàn các xã miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tình trạng người dân tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm khá phổ biến. Nhiều thanh thiếu niên chạy xe, nẹt pô, lạng lách đánh võng trên địa bàn gây bức xúc cho người dân. Liên quan đến vấn đề giao thông thì trong tuần qua, chúng tôi có nhận được phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Phương từ số điện thoại 0982 3 số cuối 013. Anh Phương cho biết thời gian gần đây trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định lại tái diễn tình trạng các xe tải cơi nới, cải tạo để chở gỗ keo. Đa phần những chiếc xe ô tô này đã khá cũ, không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Ngoài ra, do thùng xe quá cỡ lại vận chuyển hàng nặng nên chỉ cần tài xế không làm chủ tốc độ hoặc là phanh gấp sẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chỉ với những dụng cụ phế thải như là vỏ chai nhựa, can nhựa, tấm mút cùng những tấm ván được kết thành mặt phẳng, nhiều nông dân ở các địa phương đầu nguồn của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã có được một chiếc phao dùng để di chuyển qua lại các tuyến kênh rạch để đi làm đồng. Tuy nhiên, khán giả Hoàng Anh có số điện thoại 0982 3 số cuối 542 thì cho biết, vì đơn sơ nên chúng khá chỏng chành, những người không có kinh nghiệm sông nước rất có thể sẽ bị té ngã. Và sau đây, mời quý vị cùng điểm lại những clip đáng chú ý này. Những hình ảnh mới được ghi lại trên tuyến đường tỉnh 195 đoạn qua phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Mặt đường hiện rõ rất nhiều đường rãnh sâu và kéo dài. Vệt lún âm xuống so với mặt đường từ 1 đến 2 cm. Thậm chí có chỗ lún sâu đến 4-5 cm. Nhiều chỗ hằn lún nghiêm trọng, tạo thành sống trâu với rãnh hằn khá sâu. Gia đình ông Bà Rá Nước ở thôn Giá có 4 người con, đứa nhỏ nhất đã trên 15 tuổi. Ông cho biết trong gia đình, ông đã dặn dò con cháu phải chấp hành các quy tắc giao thông, nhưng không phải lúc nào chúng cũng nghe lời. Khi xã đoàn phối hợp với công an xã đến tuyên truyền trật tự an toàn giao thông tại gia đình, ông rất mừng vì có tuyên truyền như thế thì mới răn đe thanh niên trong thôn chấp hành luật giao thông đường bộ. Nhắc nhở là thường xuyên đi xe thì đội mũ bảo hiểm này, trước khi giao đường phải coi trước sau, thì xe cổ anh em người ta đi đường thì cũng phải nhắc nhở. Nhưng mà đôi lúc cũng nó nghe, đôi lúc là cũng nó không nghe. Hai thanh niên Ô Rai Ngưng và bà Râu Núc ở thôn Giá trước đây thường xuyên không chấp hành luật giao thông đường bộ. Từ khi được tuyên truyền tại gia đình, anh đã thấy được những nguy hiểm khi lái xe không đội mũ bảo hiểm. Việc độ chế xe khi tham gia giao thông là vi phạm pháp luật, nhất là không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Những hình ảnh này được khán giả Nguyễn Văn Phương ghi lại vào chiều ngày 15 tháng 6 trên tuyến đường thuộc xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 76C07640 đã được cơi nới hai bên thùng xe để chở khoảng 10 tấn gỗ keo từ địa bàn xã Hoài Sơn đến tỉnh Quảng Ngãi. Đang nói xe đã khá cũ, không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Thậm chí một lốp xe phía sau đã bị nổ, nhưng tài xế vẫn cho xe lao vun vút trên đường. Ngoài ra do thùng xe quá cỡ lại vận chuyển hàng nặng nên chỉ cần tài xế không làm chủ được tốc độ hay phanh gấp sẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tiếp theo xin chuyển sang phần điểm những clip đáng chú ý về môi trường. Đầu tiên là phản ánh của khán giả Thanh Hải có số điện thoại 0903 3 số cuối 779. Anh Hải cho biết nhiều năm nay hàng chục hộ dân sống tại tổ Liên Gia 3 thuộc tổ dân phố 5, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
phải sống chung với mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường bốc lên từ xưởng tái chế, sản xuất nhựa của hộ gia đình ông Nguyễn Công Khu. Mặc dù người dân phản ánh, chính quyền địa phương cũng đã có 2 công văn yêu cầu di rời, chấm dứt hoạt động, nhưng xưởng này vẫn ngang nhiên hoạt động, gây bức xúc dư luận địa phương. Thưa quý vị, trong bối cảnh thực tế hiện nay, con người đã và đang có những tác động ảnh hưởng xấu đến môi trường biển. Trong đó thì nỗi lo lớn nhất vẫn là nạn rác thải gây ô nhiễm. Cộng đồng dân cư dù đã từng bước thay đổi về nhận thức, sống có trách nhiệm hơn với môi trường biển, nhưng vẫn chưa ngăn chặn được triệt để tình trạng rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm. Đây là ghi nhận của khán giả Hoàng Minh có số điện thoại 0912 3 số cuối 658 sau khi có chuyến thực tế tại bờ biển của tỉnh Quảng Ngãi. Một clip đáng chú ý khác về môi trường cần nhắc tới là của khán giả Hoàng Việt Tú từ số điện thoại 0982 3 số cuối 542. Anh Tú cho biết được đầu tư với kinh phí 8,6 tỷ đồng, nhưng ngay trong thời gian chạy thử, công trình nước sạch xã Cư Bông, huyện Eka, Đắk Lắk đã gặp sự cố, dừng hoạt động và bỏ hoang. Tính đến nay đã 2 năm mà chưa có đơn vị nào đứng ra nhận trách nhiệm và khắc phục sửa chữa, khiến người dân không thể nhận được nguồn nước sinh hoạt từ công trình này. Một lần nữa mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những clip đáng chú ý này. Theo quan sát của khán giả Thanh Hải, xưởng sản xuất tái chế nhựa của hộ ông Nguyễn Công Khu nằm sát mặt đường Nguyễn Trường Tộ, xung quanh có hàng chục hộ dân sinh sống. Khi xưởng vận hành, mùi nhựa cháy khét kèm theo mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Hàng ngày, từ người già, trẻ em, kể cả người lớn phải hứng chịu ô nhiễm môi trường, khiến họ luôn phải sống trong tâm trạng bất an. Những ngày thời tiết oi bức như hiện nay, nhà nào nhà nấy đều phải đóng cửa để giảm bớt mùi hôi thối. Rác thải tràn lan dọc bờ biển. Ô nhiễm nặng nề. Ven bờ biển của tỉnh Quảng Ngãi, rác thải đang là câu chuyện nhức nhối. Sự thiếu ý thức của người dân khi thải rác ra môi trường biển là căn nguyên chính làm cho những vùng biển trên địa bàn tỉnh phải hứng chịu cảnh ô nhiễm nặng nề. Rất nhiều chiến dịch ra quân làm sạch biển vì một đại dương xanh được các địa phương, các hội, đoàn thể của tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đã góp phần xóa được một số điểm nóng về ô nhiễm môi trường biển. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể xử lý triệt để được nạn ô nhiễm rác thải vì ý thức trong cộng đồng dân cư vẫn chưa được nâng cao. Công trình nước sạch xã Cư Bông do Ban Quản lý Dự án huyện Eka làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng tại thôn Trưng, xã Cư Bông, huyện Eka vào tháng 8 năm 2013. Đến đầu năm 2015, công trình hoàn thành và bàn giao cho Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Toàn Thắng đưa vào khai thác và sử dụng, cung cấp nước sạch cho 275 hộ dân thuộc Buôn Trưng, thôn 20 và thôn 21. Tuy nhiên, khi công trình cấp nước mới vận hành chạy thử thì ngừng hoạt động. Đến mùa khô năm 2015, đập Buôn Trưng, nơi cung cấp nguồn nước cho công trình này, bị cạn nước nên buộc công trình phải ngừng hoạt động và bỏ hoang cho đến nay. Do đắp chiếu lâu năm, nhiều hạng mục đã bị xuống cấp. Hiện máy móc, hệ thống lọc nước không thể vận hành, đường ống dẫn nước sạch đến nhà dân bị hư hỏng nặng, gây lãng phí. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số phản ánh đáng chú ý khác. Trong tuần qua, khán giả Vũ Ngọc Khánh có số điện thoại 0963 3 số cuối 525 đã gửi tới chương trình một clip cảnh báo về tình trạng hệ thống dây điện, dây cáp viễn thông, internet chằng chịt trên cột điện ở một số tuyến đường vùng nông thôn Hải Phòng gây ra tình trạng quá tải. Nhiều dây võng xuống sát mặt đất tới mức ai cũng có thể chạm tay vào được. Tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân, nhất là trong những ngày mưa to gió lớn. Từ Đồng Nai, khán giả Trần Ngọc Vân có số điện thoại 0945 3 số cuối 541 cho biết, từng được kỳ vọng là một khu sản xuất gốm sứ truyền thống kết hợp với hiện đại và thân thiện với môi trường. Thế nhưng sau gần 15 năm triển khai thì đến nay, dự án cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa vẫn bỏ hoang.
hiện vẫn chưa có doanh nghiệp sản xuất gốm nào ở Biên Hòa xây dựng lại cơ sở mới tại đây. Trong khi đó thì khán giả Đăng Khôi, số điện thoại 0123 và số cuối 728 có chia sẻ niềm đam mê của cô học trò nghèo Võ Thị Yến Nhi, trú tại ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Đó là khát khao được vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc, ước mơ đó được nuôi dưỡng và nay đã thành hiện thực khi em cho ra đời những bức tranh bằng nguyên liệu là gạo. Mỗi bức tranh chứa đựng trong đó sự cố gắng vươn lên trong khó khăn và gian khổ. Còn clip sinh viên Đà Nẵng chế tạo thiết bị bảo vệ trẻ nhỏ trước nạn ấu dâm của khán giả Nguyễn Thanh Hương từ số điện thoại 0982 3 số cuối 842 cũng đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả theo dõi chương trình tuần qua. Chị Hương chia sẻ xuất phát từ mong muốn giảm thiểu nạn ấu dâm đáng tiếc có thể xảy ra cho trẻ nhỏ. Em Lê Văn Đây, sinh viên khoa cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã sáng tạo ra thiết bị phòng chống với tên gọi là Simple Watch. Thiết bị có chức năng giám sát định vị, đo nhịp tim, thân nhiệt cũng như tích hợp cả tính năng của điện thoại. Trong trường hợp trẻ gặp nguy hiểm thì máy sẽ tự động gửi tin nhắn cảnh báo đến điện thoại di động của phụ huynh kèm tọa độ nơi trẻ đang có mặt. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại các clip kể trên. Đây là hình ảnh ghi lại trên tuyến đường ngay trước cổng Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng vào chiều ngày 10 tháng 6 vừa qua. Một đường dây cáp rơi từ độ cao 5,5 mét xuống đường đã cản trở giao thông. Rất may đường dây này không rơi trúng vào người đi đường. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đến kéo dây cáp cao lên để đảm bảo an toàn. Nhiều người cho rằng trận mưa lớn kéo dài suốt buổi sáng cùng ngày đã tác động đến hệ thống lưới điện, dây cáp vốn đã chằng chịt bắc ngang đường. Hiện nay, trên địa bàn thị trấn Tiên Lãng và vùng lân cận, lưới điện chằng chịt trên cột điện ven đường, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Còn đây là hình ảnh tại đường trục xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Đường dây nằm cạnh cánh đồng, võng xuống gần mặt đường giao thông, khiến cho những người nông dân thu hoạch lúa mỗi lần gánh lúa lên bờ phải chui qua. Đường dây điện này đang trong quá trình di chuyển từ cột cũ sang cột mới. Tuy nhiên, người dân địa phương cho rằng làm đến đâu phải gọn gàng đến đó, đảm bảo an toàn đường dây và người dân, nhất là trong những ngày mưa to gió lớn như thời gian vừa qua. Được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt vào tháng 10 năm 2002, dự án cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh được kỳ vọng là một khu sản xuất gốm sứ truyền thống kết hợp với hiện đại và thân thiện với môi trường. Là một dự án công nghiệp quan trọng của thành phố Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai, nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng đã cơ bản hoàn thành. Các trục đường chính, hệ thống chiếu sáng, nước sạch đã được thi công từ lâu. Tuy nhiên, do không có người sử dụng, bảo quản nên những công trình này đang có dấu hiệu xuống cấp. Nhiều trụ đèn chiếu sáng đã bị xe tải tông nghiêng ngả, hệ thống trụ bơm phục vụ chữa cháy cũng bị tháo gỡ nhiều. Đặc biệt thời gian gần đây, tình trạng đổ trộm rác thải sinh hoạt cũng như rác thải công nghiệp đã trở nên phổ biến. Đã nhiều lần ban quản lý dự án thành phố phải thu gom hàng tấn rác thải đổ trộm tại cụm công nghiệp này với kinh phí xử lý lên tới 40 triệu đồng. Thế nhưng tình trạng đổ trộm rác vẫn lén lút diễn ra về ban đêm khi nơi đây đều là bãi trống lại không có đèn chiếu sáng. Đáng kể là toàn bộ khu vực chưa hoạt động nên hệ thống xử lý nước thải cũng bị đắp mền và đang xuống cấp. Chỉ tính riêng hệ thống máy móc và xây dựng khu xử lý nước thải ở đây tốn khoảng 30 tỷ đồng. Một lần lên mạng, tình cờ xem được một video hướng dẫn làm chanh gạo, em Nguyễn Thị Yến Nhi đã thử tìm hiểu và tò mò học theo hướng dẫn.
Không ngờ em lập tức bị cuốn hút vào những hạt gạo đặc biệt ấy. Yến Nhi bắt đầu hình dung ra những buổi sinh hoạt của gia đình và khung cảnh làng quê mình sinh sống để khắc họa lại trên những bức tranh gạo. Sau thời gian nghiên cứu, tự khắc phục, Yến Nhi rút ra kinh nghiệm để màu sắc của bức tranh trở nên sinh động thì khâu tạo màu cho hạt gạo là quan trọng nhất. Quan trọng là mình phải lên màu được. Còn nếu như mà... Để thực hiện các bức tranh từ gạo, Yến Nhi đã rang gạo trên bếp lửa và phân loại thành 5 gam màu chính như trắng, vàng nhạt, vàng đậm, nâu đỏ và đen. Trước khi tiến hành thực nghiệm, Nhi phải phác thảo các bức tranh trên giấy, sau đó chọn các gam màu khác nhau để dính vào. Hoàn thiện một bức tranh mất rất nhiều thời gian, có khi lên tới hàng tuần. Trong khi ngoài công việc đi học, ban ngày Yến Nhi còn phải phụ giúp gia đình rất nhiều những công việc khác và thời gian sáng tác tranh chỉ vào buổi tối sau khi đã chuẩn bị xong bài tập cho ngày mai. Nên Yến Nhi thường xuyên phải thức rất khuya. Vì thế, mỗi bức tranh hoàn thành thì với Yến Nhi, niềm vui như được nhân đôi. Từ trăn trở về những vụ ấu dâm liên tiếp xảy ra trong thời gian qua, sinh viên Lê Văn Đây đã tự mày mò nghiên cứu và thành công trong việc chế tạo ra một thiết bị đặc biệt có thể giúp phòng chống tệ nạn này. Thiết bị sẽ giúp các bậc phụ huynh nhận được những cảnh báo về sự bất thường của trẻ khi trẻ có nguy cơ bị đe dọa hoặc bị xâm hại. Được thiết kế nhỏ gọn như một đồng hồ đeo tay, thiết bị phòng chống ấu dâm của Đây chế tạo có nhiều tính năng đặc biệt. Ngoài bộ định vị GPS, còn có thiết bị đo nhịp tim, đo thân nhiệt cũng như tính năng của điện thoại. Trong trường hợp trẻ gặp nguy hiểm hoặc bị đe dọa, khiến cho các chỉ số thay đổi đột ngột, làm cho nhịp tim của trẻ sẽ đập bất thường, thì máy sẽ tự động gửi tin nhắn cảnh báo đến điện thoại di động của phụ huynh, kèm theo tọa độ nơi trẻ đang đứng. Với các tính năng thiết thực, có tính ứng dụng cao, thiết bị phòng chống ấu dâm của bạn trẻ này đã giành được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi sáng tạo khoa học. Mặc dù bước đầu đạt được một số thành công, nhưng Lê Văn Đây vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp để sản phẩm hoàn thiện hơn và có thể được ứng dụng vào thực tiễn. Thưa quý vị, cách đây không lâu thì chương trình có phát sóng phản ánh của khán giả về tình trạng rác thải ngổn ngang bốc mùi xú uế ở gầm cầu vượt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên tuyến đường 354 đoạn qua địa phận xã Mỹ Đức, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Sau khi chương trình phát sóng thì tình trạng này đã được xử lý. Khoảng một tháng trở lại đây, khi lưu thông trên tuyến đường này, khán giả Vũ Ngọc Khánh có số điện thoại 0963 và số cuối 525 quan sát thấy một tấm biển cấm đổ rác được dựng lên bởi chính quyền địa phương. Người dân không còn đem rác ra đây đổ và những xe chở rác thải cũng không tập kết tại đây để chờ xe thu gom rác. Hiện khu vực này đã được dọn sạch. Nhờ vậy mà người đi đường và người dân xung quanh đã được hưởng môi trường sống trong lành hơn. Sự vào cuộc quyết liệt dứt điểm tình trạng này của chính quyền địa phương được người dân đồng tình ủng hộ. Tiếp theo chúng tôi xin chuyển sang phần công bố các clip trúng thưởng tuần này. Xin chúc mừng khán giả Lê Đức Tuấn có số điện thoại 0915 3 số cuối 697, người đã cung cấp đến chương trình clip Hải Dương không có biển báo, tài xế phải đi lùi vào đường cấm. Với clip này anh Tuấn sẽ nhận được một bộ đầu thu kỹ thuật số HD9. Còn khán giả Đăng Khôi có số điện thoại 0123 3 số cuối 728, người đã gửi clip Biệt đội vá đường từ thiện là người may mắn nhận được một thẻ gia hạn thuê bao 12 tháng của VTC. Phần thưởng sẽ được gửi tới khán giả trong thời gian tới. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những clip này. Với 15 thành viên ở nhiều lứa tuổi, họ là những người nông dân, những cụ già, thanh niên ở địa phương, nhưng đều có chung một nguyện vọng là giúp ích cho cộng đồng, xã hội. Đặc biệt,
Tất cả các thành viên đều không ai làm thợ xây dựng, nhưng họ tự mày mò học cách trộn xi măng, trộn hồ rồi nấu nhựa đường. Hàng ngày, những lão nông đã thất thập cổ lai hy vẫn còng lưng đạp những chiếc xe cà tàng tham gia trộn xi măng, lấp đá, vá lại những đoạn bị hỏng. Dù tuổi cao, nhưng với các cụ, hoàn thành xong một việc làm có ích là cảm thấy như cuộc sống có ý nghĩa hơn, tinh thần lại khỏe hơn. Đường 5B cũ, đoạn qua địa bàn thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, có bể ngang khá hẹp. Mãi đến cuối cầu Giàng mới có barrier cùng biển báo giới hạn chiều cao. Vì thế, rất nhiều ô tô có trọng tải lên đến trên 30 tấn, xe bồn, xe đầu kéo và cả xe khách giường nằm đã đi vào con đường này, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông cũng như người dân sinh sống ở bên đường. Không thể quay đầu, các bác tài đành phải cho xe chạy lùi, khiến giao thông trở nên nhốn nháo. Đặc biệt nguy hiểm là vào ban đêm. Nhiều trường hợp xe trọng tải lớn lùi cả vào nhà dân. Thưa quý vị, để nhận được những quà tặng này, khán giả trúng thưởng vui lòng cung cấp chứng minh nhân dân hai mặt và địa chỉ nhận quà về email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn. Quý vị và các bạn cũng có thể là những người may mắn tiếp theo sở hữu bộ đồ thu kỹ thuật số HD9 hoặc gói giao hạn cao cấp 12 tháng của VTC bằng cách gửi cho chúng tôi những clip hấp dẫn và đặc sắc. Và tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.